đó giờ mình thì chưa đeo lần nào, lần đầu tiên đeo nhẫn cho mấy cục cưng. Rồi, ngon lành nha mọi người. Con đầu tiên. Con đầu tiên con bự là 1005. Rồi, xin chào mọi người. Đây, hôm nay mình đi lên trên ông anh mình ở trên chợ gạo đó mọi người. Ảnh đi làm trên Sài Gòn á, rồi mình có nhờ ảnh mua giùm mình mấy khay hứng phân với máng khoáng. Nay ảnh về thăm nhà là ảnh đem về nè. Thì giờ mình đi lên chợ ảnh, mình sẽ đem theo cái cặp banh con này mình tặng cho ảnh, rồi mình sẽ lấy mấy cái máng đó về đó, cặp mình nó ra lông, đang ra lông mọi người. Đó, con mẹ nó đang chơi, đang ấp nữa đây. Rồi giờ mình bắt, mình bỏ vô cái bồi sẵn, mình trả bồi anh luôn, không mình bắt bồ câu anh luôn cái bồi về đó. Rồi giờ mình lên đường đi thôi nha. Đây, bắt. À, chờ nó nuôi con sẻ đi. Hai con. Đây là cái bồi hả mình bật nến nè, bỏ vô đây đi. Đó, giờ mình ràng lên xe lên đường thôi. Bây giờ là cũng gần 12 giờ trưa rồi, mình mới đi lên trên ông anh ở chợ gạo lấy mấy khay hứng phần với máng khoáng về mọi người. Máng khoáng thì 2.000 một cái, còn khay hứng phần mình có hai loại này, 50-50 là mình cho lòng 1 mét đó, còn 50-60 cho lòng mét 2, cái này thì 17.000 một cái. Còn này thì 30.000 cái. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp mấy cái bao đó mọi người, bao hứng phân đó đó, dọn dẹp hết. Rồi mình sẽ thay cái khay hứng phân vô với gắn máng khoáng vô. Thì bên đây hai dải này là 1m2, mình chút mình để khay hứng phân 50-60 vô. Còn bên hai cái lồng đó là lồng mét đó, chứ mình để 50-50 với bên kia nữa. Mua hết ráo này 500 mấy mọi người. Mua hết vô đây nè. Với mình là anh mới đưa mấy cái kèn gắn cho đeo vô cặp kinh. Đeo cặp kinh con lẻ mình có quay nè. Quay hẳm cho mọi người xem rồi đó. Không biết cỡ nào đeo được ta, đó giờ mình chưa đeo lần nào nữa, không biết nữa. Tại chưa là cặp kinh này ra cặp kinh đầu tiên. Cái này đeo không biết có vừa không. Đeo được chưa? Để chút mình coi mình đeo được không, quay cho mọi người xem luôn. Chắc cỡ này đeo được không mọi người. Đó, rồi bị. Giờ mình dọn dẹp cho sạch sẽ rồi mình để cái khay vô xong rồi mình quay cho mọi người xem tiếp nha.
mới vừa thay khai phân với để máng khoáng vô đó mọi người. Dư một cái mọi người, cái đó là hai lồng 2 ô 1 mét mà để 3 cái, còn cái kia dướng cái này này, dướng cái lưới rồi để không được, để 3 cái rồi. Còn cái trên đây thì có cái khai phân cũ lúc trước mình mua lồng cũ đó, người ta cho theo kèm theo luôn. Mấy cái này thì nó đi phân xuống đìa cá ăn. Đây hai con này mình mới hồi hẩm mình ghép lại, nó đá nó cắn lộn quá, con trống nó mổ con máy quá, mình thấy từng nghiệp bỏ ra thì mình đang ghép lại nữa, nó cũng vẫn còn mổ mà. Để bây giờ tới chiều rồi sao đi máng khoáng nè, bỏ khoáng vô mổ nãy giờ có lỗ rồi. Mấy cặp nào kiển thì mình cho máng khoáng hết cho mọi người. Mon này để trứng này. Khai này khai dẻo, này nó mũ trong nó dẻo. Khai này xài biết nào hư, xài trong mát nữa. Đây mấy cặp titan thì mình không có cho ăn khoáng. Mấy cặp kiển mình cho ăn khoáng, đừng đẻ cho trứng trứng nó không bị mỏng vỏ mọi người, không bể không đập bể đó. Hồng banh đen nó đang nè. Còn cặp banh con đây mình đem tặng anh, cái anh mua giùm mình này nè, mình tặng anh đây. Giờ bỏ con xè cho nuôi, đang ấp được mấy ngày rồi đó, sắp ra được cặp con này đó. Titan, mấy cặp titan đẻ mình lên lồng hết rồi mọi người. Mấy cặp xe mình bắt ra bỏ ngoài kia bớt rồi. Còn mấy cặp xe ấp thì mình cho nó nằm ở đây nó ấp. Đó. Bây giờ để mình coi cái cặp con này đeo kiềng được chưa, thì mình đeo kiềng cho nó luôn nha mọi người. Còn dư máng khoáng nè, dư mấy này chắc một chút mình để lên cho mấy cặp titan luôn. 2, 4, 6, 8 cái. Đó. Bây giờ bắt cặp con ra. Đây, cặp con nè mọi người. Để mình lấy cái kiềng coi vừa không. Rồi giờ mình lấy kiềng mình đeo cho nó nha mọi người. Đó giờ mình chưa đeo lần nào nữa. Đây mình đeo nhẫn cho nó thử coi sao. Bốn cái nhỏ, hai cái bự, hai bự này 11 thì chắc có bò câu gà với mon nè. 11 ly. Con này thì 10 ly. Thì 10 ly mình đem đeo thử coi. Có nhiều. Một 01010 05 1050 1021. Rồi mình đeo cái cặp này cho nó đi. Chứ 1005 với 1050. 0550 đeo thử vừa. Mình nhảy ra ngoài đi.
đeo chân phải này. Mất tiêu rồi, con này nó bươi mà. Đây đeo cái được chưa nha mọi người, đó giờ mình thì chưa đeo lần nào, lần đầu tiên đeo nhẫn cho mấy cục cưng. Rồi, ngon lành nha mọi người. Con đầu tiên. Con đầu tiên con bự là 1005. Con thứ hai là 1050. Đó mà hả, mình coi con mấy anh kia thấy mình kia đeo vậy mọi người. Lúc trước mình tưởng đâu là chậm 4 ngón vô chỗ vậy nè, đeo khó đeo, nhưng mà dài vậy dễ mọi người, 3 ngón thôi. 3 ngón chậm là vậy mà trồng vô, còn con này mình đưa xuôi theo xuống vậy. Đó. À, vậy nó sẽ dễ hơn. Đó, tốt lên. Xong. Lấm tiền. Đó, đeo được rồi mọi người. Xong một cặp kinh. Bây giờ mình trả cho bố mẹ nó nuôi nó đi. Rồi thôi, mình kết thúc clip tại đây nha mọi người. Mọi người xem thấy thích thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.